tục là Doãn Anh. OTM đang thi đấu rất khởi sắc khi mà các thủ lão tướng cần phải dâng cao. Dâng lên, dâng lên. Thì rõ ràng là khoảng trống mênh mông. Nào phòng ngự của họ sẽ được bỏ. Cơ hội cũng sẽ đến nhiều hơn với Giang Hồ, Doãn Anh và Văn Hoài. Một tình huống đá biển. Cánh nhẹ, cánh nhẹ. Tùng núi, không phải đó là Minh Minh. Chuyền đi. Đấy nào. Cơ hội dành cho các lão tướng. Rất khó khăn. Rất khó khăn dành cho các thủ lão tướng ở điểm này. Về cánh nhá. Tỷ số vẫn đang là 2-1. Một màn nội gục dòng đến từ cao thủ trẻ LTM. Còn kêu là còn chơi được. Cơ hội dành cho lão tướng. Hạ dứt điểm đến từ cầu thủ số 5 Đinh Giang. Chuyền ra. Minh. Vào trong đây. Pha phá bóng. Như vậy là bên phía là LTM thay người. Văn Việt vào sân và Minh được cho ra nghỉ. Anh ơi, về hỗ trợ phòng ngự như tính. Nào, kéo cánh. Không một kéo cánh. Rất khó khăn dành cho các cầu thủ bên phía lão tướng ở diện này. Họ đang không có được những pha phối hợp để áp sát khung thành thủ môn Doãn Khiêm. Tiền kéo. Tùng núi. Tùng ơi. Xả đảo chân như Ronaldo của Tùng núi. Phạt chuyền bóng thì không khác thì Công Phượng. Rồi thế à? Em ghi nhá. Phạt đi bóng thì không khác thì Neymar cả. Nhưng đường chuyền của Tùng núi thì thường rất khó lường. À, chắc chắn lên. Chắc chắn lên tiền giữa kìa. Hai là bóng bất ngờ đi thẳng vào lưới. Nằm xuống sân không kêu được. Đây mới là đau thật. Sẽ phải được đá một lúc. Bằng số 113 cùng đóng tiền bằng nhau, vậy không có ai có lý do mà phải ngồi ngoài cả. Vẫn còn khoảng thời gian 10 phút nữa cho những nỗ lực đến từ lão tướng. Họ đã đánh mất thế trận rất sớm.
Bên ngoài sân thì huấn luyện viên trưởng Thảo Đại Gia của các thủ LTM đang không chỉ đạo các cầu thủ trong sân nữa. Anh chán rồi. Đi anh chỉ đạo không ai nghe. Kéo xuống dưới cho em nào, số 1. Kéo xuống dưới để hẳn đấy kìa. Bây giờ có lẽ là huấn luyện viên Thảo Đại Gia của ta sẽ phải chỉ đạo các thủ áo đen. Bóng đang thua. Rất hay. Không thể dứt điểm. Phải đi. Văn Hoài. Vẫn là Văn Hoài. Xử lý bóng rất khéo. Vẫn kêu là vẫn còn chơi được. Chúng tôi đã được đi kiểm chứng trong khoảng